sáng ngày 6 tháng 1, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sự chỉ đạo của các đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của tỉnh và nghị quyết số 15 NQTU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ thành phố đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. 17 trên 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Uông Bí đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, trọng tâm là đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20, hoàn thành việc quán triệt học tập, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. 45 trên 46 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đánh giá đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 96,5%. Trong năm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai kịp thời hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí xác định chủ đề năm là giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thành phố Uông Bí đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể hóa thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp sát với yêu cầu thực tế tại địa phương, tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chỉnh đốn đảng tại các chi đảng bộ cơ sở, đảm bảo đồng bộ toàn diện trên tất cả các mặt, xây dựng cơ sở đảng đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của đảng, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nghiêm túc triển khai nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức tốt các hoạt động mừng đảng mừng xuân Tân Sửu 2021 và chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhân dịp này, thành phố Uông Bí đã biểu dương khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, khen thưởng 34 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2020.